Thưa quý vị và các bạn, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A là một trong những công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan mà sau khi công trình đưa vào sử dụng đã nảy sinh những hệ lụy khiến người dân sống ven tuyến đường này phải gánh chịu, và một trong số đó là những ngôi nhà chìm ở ven quốc lộ. Vâng, không chỉ riêng trên quốc lộ 1A mà tình trạng này còn xảy ra ở rất nhiều tuyến đường, ở nhiều nơi trên cả nước. Người dân thì chưa kịp vui mừng vì có đường mới để đi thì đã phải chịu đựng những bất tiện do nó mang lại. Có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới lại có nhiều ngôi nhà hầm như tại Việt Nam. Những sinh hoạt hàng ngày tưởng chừng đơn giản lại trở nên khó khăn đối với đôi vợ chồng già. Việc giao lưu với xóm giềng cũng hạn chế bởi người đi phải có người dìu. Cái trực ngã ấy, mình nó run chân. Thế nên là nó đây là vì nó cao mình chậm khánh sinh và khó khăn. Ngã nhiều rồi, nguyên ông ấy thế là ngã 5-6 lần rồi. Là còn tôi thì tôi ngã từ cái bậc trên kia tôi lăn xuống, nhưng mà tôi cũng không việc gì. Thế còn ông ngã mấy lần là cũng chảy sức, cũng đau. Cái thời kỳ mà chúng tôi làm nhà này là coi như là nhà nước chưa làm đường thì nó cũng không cao là mấy. Thế từ ngày mà nhà nước làm đường ấy giờ thì bây giờ là cái mặt đường đôn cao lên, thế để vượt cái nền đường rộng ra. Cho nên bởi vì thế cho nên là nhà mới ở thấp như này. Thì nói chung là về cái phần sinh hoạt của ông bà là cũng lên xuống rất khó khăn. Dọc tuyến quốc lộ 1A, không khó để bắt gặp những ngôi nhà có trần nhà chỉ nhìn hơn mặt đường chút ít. Nhà có điều kiện thì xây lên tầng 2, tầng 3 hoặc đổ đất đôn cao nền nhà. Nhà không có điều kiện thì đành chịu cảnh sống trong nhà mà như trong hầm. Cũng không ít gia đình đã phải đóng cửa chuyển đi nơi khác sinh sống. Mình thì mình làm cũng như có một tầng hầm thôi, ở trên thì mình sinh hoạt ở trên, cả dưới nữa, dưới để đồ để đạc, còn ở trên mình sinh hoạt ở trên. Ngoài những bất tiện trong sinh hoạt thì những ngôi nhà chìm ven quốc lộ cũng phải hứng chịu nhiều nguy cơ. Hầu như nhà nào thì cũng bị gãy hay là ấy hết, nứt trần dột hết, mới lại dốc hết ra. Khi mà nhà lên khoảng 2 tầng là đã tầng trên nó sẽ rút hết ra ngoài đường. Thì bây giờ nó mở rộng ra thì đất không còn. Để mà làm xe ra đường ra thì mình làm gần lên thì cái mái của mình, cái đường này nó lún xuống thì cái mái của mình nó đi theo. Không chỉ dọc quốc lộ 1A mà ngay tại hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng có hàng nghìn ngôi nhà biến thành hầm sau khi đường được nâng cấp xây dựng. Cụ thể, theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có hơn 8.400 trường hợp nhà dân thấp hơn mặt đường, mặt hẻm. Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều nhà dân bỗng dưng trở thành hầm, thấp hơn mặt đường cả mét do cải tạo đường. Theo các chuyên gia, để xảy ra tình trạng này là do quy hoạch theo kiểu manh mún, ảnh hưởng đến giao thông và các vấn đề khác. Người dân chỉ còn cách là chịu đựng và thích nghi.